Nhìn lại thị trường tiền điện tử tuần thứ 2 năm 2022. Thị trường tuần thứ 2 năm 2022 đã trải qua nhiều sự kiện đầy hấp dẫn. Trong đó, có một số hệ sinh thái chạy ngược bão và ATS khi BTC vẫn đùng mạnh, cùng với các sự kiện NFT và Fed Metaverse ngày càng không kém phần kịch tính. Sau đây, hãy cùng Coret điểm qua một vài thông tin cuối tuần. Pantera Capital huy động hơn 1 tỷ USD để đầu tư vào tiền điện tử. Ban đầu, công ty chỉ có kế hoạch huy động 600 triệu đô, theo The Information đưa tin vào tháng 11 năm 2021, nhưng tổng số tiền cam kết đến nay của công ty đối với quỹ mới đã vượt quá 1 tỷ đô. Theo một email rò rỉ hôm 19 tháng 1, quỹ mạo hiểm mới sẽ đầu tư vào vốn chủ sở hữu của các công ty crypto cũng như token của dự án, nhưng Pantera dự định cung cấp Venture Only Club dành cho các nhà đầu tư mong muốn tiếp xúc vốn chủ sở hữu. 2. Microsoft chi 70 tỷ mua lại Activision Blizzard, tham vọng chiếm lĩnh Metaverse. Được biết, Activision tạo ra một số tựa game phổ biến bao gồm Call of Duty và Candy Crush nhưng đang gặp khó khăn. Thương vụ bom tấn này được công bố vào thứ ba khi Microsoft có kế hoạch mua lại công ty trò chơi điện tử Activision Blizzard với giá gần 70 tỷ đô la. Vụ việc này cũng đã giúp gã khổng lồ phần mềm trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp game trị giá 175 tỷ đô la, vượt lên trước những đối thủ mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực chơi game như Amazon và Google. 3. OpenSea thiết lập kỷ lục trong tháng bất chấp sự thoái lui của thị trường. NFT Marketplace OpenSea đã sẵn sàng phá kỷ lục của chính mình về doanh số hàng tháng trên Ethereum khi khối lượng giao dịch hàng ngày đã tăng lên. Các yếu tố quan trọng khác góp phần vào tốc độ kỷ lục của OpenSea bao gồm số lượng người dùng đang hoạt động ở mức 260.369 người và có xu hướng nhanh chóng tiệm cận mức cao nhất mọi thời đại là 362.679 người được tính vào tháng trước. Đặc biệt, có lẽ các bạn biết đến sự kiện chàng trai 22 tuổi người Indonesia kiếm được 10 triệu đô nhờ bán ảnh tự chụp NFT trên OpenSea đã khiến nền tảng này bùng nổ hơn nữa thông qua những tấm ảnh NFT. 4. Coinbase hợp tác với Mastercard để cách mạng hóa trải nghiệm mua NFT. Vào ngày 18 tháng 1, Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ, đã công bố hợp tác với Mastercard, một gã khổng lồ thanh toán toàn cầu, để phân loại NFT và hàng hóa kỹ thuật số, nhằm cho phép một nhóm người tiêu dùng rộng rãi hơn mua các mã thông báo không thể thay thế. Với thông báo sắp tới, Coinbase sẽ chuyển đổi một cách mới nhất để thanh toán bằng thẻ Mastercard. 5. Tesla chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin. Dogecoin tăng chóng mặt khi Tesla chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin. Tesla thông báo họ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Doge trong cửa hàng trực tuyến của mình, có nghĩa là khách hàng có thể mua hàng hóa từ cửa hàng trực tuyến của Tesla và thanh toán trực tiếp bằng Doge. Tuy nhiên, Dogecoin không thể được sử dụng để mua các sản phẩm xe điện hàng đầu của Tesla mà chỉ được sử dụng thanh toán cho vài sản phẩm được chọn của Tesla. 6. FTX thành lập quỹ 2 tỷ đô la đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử. Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX đã thiết lập một quỹ trị giá 2 tỷ đô la để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử. FTX đã ra mắt một đơn vị liên doanh mới, FTX Venture, nhà điều hành sàn giao dịch đã dành 2 tỷ đô la cho quỹ mới. Ami Huy, đối tác cũ tại Lightspeed, được đưa về lãnh đạo quỹ mới. 7. Binance tiết lộ lĩnh vực mà nguồn quỹ 1 tỷ đô của mình sẽ tập trung vào. Binance Smart Chain, một trong những blockchain phi tập trung lớn nhất thế giới, đã đặt trọng tâm đầu tư vào năm 2022 vào 4 lĩnh vực phát triển chính, với mục tiêu là đẩy nhanh việc áp dụng tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain. 4 lĩnh vực chính được xác định là phát triển tài năng, khuyến khích thanh khoản, đầu tư, chương trình ươm tạo và phát triển. 8. OpenSea thông báo mua lại Hamalab. OpenSea, một trong những thị trường hàng đầu về NFT, đã mở rộng sự hiện diện của mình trong thế giới tài chính phi tập trung với việc mua lại Hamalab, một trong những công ty mới nổi trong hệ sinh thái DeFi toàn cầu. Tin tức được đưa ra gần 2 tuần khi OpenSea đã được con số khổng lồ 300 triệu đô la trong vòng đầu tư Series C của mình và đạt mức định giá 13,3 tỷ đô la. Theo công ty, thương vụ mua lại mới nhất sẽ nâng cao việc áp dụng NFT vào Web3. 9. Hồng Kông bắt đầu thảo luận để giới thiệu khung quy định của stablecoin. Tổ chức Ngân hàng Trung ương của Hồng Kông, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã phát hành một bảng câu hỏi để dư luận đánh giá về các quy định đối với tài sản tiền điện tử và stablecoin. Cơ quan này dự kiến đưa ra dự luật thiết lập khung quản lý vào 2023-2024. Theo SKMA, quy mô và hoạt động giao dịch hiện tại của tài sản tiền điện tử có thể không đe dọa ngay lập tức đến sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu, theo quan điểm hệ thống. Tuy nhiên, tài liệu thảo luận cảnh báo, sự tiếp xúc ngày càng gia tăng của các nhà đầu tư, tổ chức đối với các tài sản đó như một sự thay thế hoặc bổ sung cho các loại tài sản truyền thống để giao dịch, cho vay và đi vay, cho thấy sự kết nối ngày càng tăng với hệ thống tài chính chính thống. 10. Nguồn cung cấp USDC lần đầu tiên vượt qua USDT. Tổng nguồn cung của stablecoin USDC trên chuỗi khối Ethereum đã lần đầu tiên vượt qua nguồn cung của Tether USDT.
nguồn cung của USDC đánh bại USDT trên Ethereum là rất quan trọng vì blockchain vẫn là yếu tố đóng góp chính cho sự tăng trưởng của cả hai stablecoin. USDC và USDT có sẵn trên một số blockchain, bao gồm cả Solana và Ergoland. Một trong số những lý do chính cho sự tăng trưởng gần đây của USDC là do việc sử dụng nó trong thị trường tài chính phi tập trung DeFi ngày càng tăng. Stablecoin được sử dụng để giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung và cho các mục đích khác nhau trong giao thức DeFi. Và đó là những tin tức nổi bật nhất trong tuần vừa qua. Hy vọng các bạn sẽ nắm bắt cho mình được những thông tin bổ ích. Và đừng quên bấm nút like, subscribe cũng như theo dõi các kênh truyền thông chính thức của CoinRec trên phần miêu tả để cập nhật được những thông tin mới nhất.